Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga chìm trong biển lửa, tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Russia's largest oil refinery engulfed by fire video. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Omsk của Nga hôm thứ Sáu, mùng 2 tháng 8. Với cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn nhấn chìm cấu trúc. Kênh Telegram 112 đưa tin, vụ hỏa hoạn lớn đã tạo ra những đám khói đen cao chót vót bao quanh nhà máy lọc dầu của Gazprom Neft. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy sau gần một ngày và một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân. Anton Chirashenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đăng trên X về vụ việc, cho biết đám cháy bao trùm một khu vực rộng hơn 3.000 feet vuông. Dẫn lời truyền thông Nga, ông cho biết nhà máy lọc dầu này là lớn nhất ở Nga, có thể sản xuất 22 triệu tấn dầu mỗi năm và sử dụng 3.500 công nhân. Mặt từ khoa xác nhận vụ cháy tại nhà máy lọc dầu và cho biết nguyên nhân vẫn chưa được xác định, theo Telegram Channel 112. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận. Kênh Telegram 112 đưa tin tổ hợp giải quyết sơ cấp AVT-10 đang bốc cháy tại nhà máy lọc dầu Omsk. Ngọn lửa đã được các đơn vị của Bộ Tình trạng Khẩn cấp ở vùng Omsk phía tây nam Siberia dập tắt. Đã có một số sự việc xảy ra đằng sau chiến tuyến của đối phương mà Ukraine chưa lên tiếng nhận trách nhiệm. Việc thu thập thông tin rõ ràng về các báo cáo về các vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở Nga có thể khó khăn vì Ukraine thường không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Chính quyền địa phương hôm thứ Ba đưa tin một đám cháy bí ẩn đã thiêu rụi một nhà máy ở Yekaterinburg, nơi sản xuất các phụ tùng quân sự và không gian. Vào tháng 6, các vụ nổ và cột khói đã được báo cáo tại Kipchoda ở Crimea bị sáp nhập. Và gần đây, một máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công vào một khu vực Bryansk trong một cuộc tấn công trên không. Các cuộc tấn công trên đất Nga là một vấn đề khó khăn với các đồng minh phương Tây của Ukraine, những người lo ngại chiến tranh leo thang. Trong khi Kyiv liên tục thúc đẩy quyền tự do tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây vào Nga, Mạc Thư Khoa cảnh báo điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Nga cũng đã nhiều lần sử dụng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn để tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine như các cơ sở năng lượng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga hiện xuất khẩu 7,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, chỉ ít hơn một chút so với Ả Rập Saudi. Để né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã triển khai hạm đội bóng tối, các tàu chở dầu, mua và cho thuê hàng trăm tàu không tuân thủ lệnh trừng phạt. Vụ việc mới nhất xảy ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả nỗ lực của Nga nhằm chiếm Kharkiv là một thất bại và cho biết quân đội Nga đang thay đổi trọng tâm vào tiền tuyến ở Ukraine. Nga đã phát động một cuộc tấn công ở phía đông bắc tỉnh Kharkiv vào tháng 5. Trong khi binh lính đạt được một số lợi ích nhỏ, cuộc tấn công ở Kharkiv được nhiều người cho là đã bị đình trệ. Nga chiếm được các thị trấn ở tỉnh Donetsk và tiến về phía Chasiya. Tổng thống Ukraine cho biết lực lượng Nga hiện đang tập trung vào thành phố Pokrovsk ở Donetsk, cách Kharkiv 275 dặm về phía nam. Các chiến đấu cơ F-16 đầu tiên được các đồng minh phương Tây gửi đến Ukraine để giúp phòng không chống lại cuộc xâm lược của Nga đã cất cánh trên bầu trời. Lô máy bay phản lực F-16 được chờ đợi từ lâu, lần đầu tiên đã được phát hiện hoạt động vào thứ Năm trong một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Điện Cẩm Linh tuyên bố F-16 sẽ không có tác động đáng kể đến cuộc xung đột. Vụ nổ làm rung chuyển Crimea trong cuộc tấn công hỏa tuyến Atakam. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Explosions Rock Crimea in Atakam's Missile Attack Report. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các lực lượng Ukraine đã tấn công thành phố Sevastopol ở vùng Crimea bị sáp nhập bằng hệ thống hỏa tuyến chiến thuật lục quân gọi tắt là Atakams do Mỹ sản xuất. Mikhail Razvozayev, thống đốc Sevastopol do Điện Cẩm Linh bổ nhiệm cho biết
các mảnh vỡ từ hỏa tiễn Atakam đã rơi trúng một tòa nhà 9 tầng, làm vỡ mái của nó. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, các mảnh vỡ hỏa tiễn cũng rơi xuống nhiều đường phố trong thành phố và cho biết thêm rằng không có báo cáo về thương vong. Tuy nhiên, theo các blogger quân sự Nga, quân Ukraine đã phá hủy ít nhất một hệ thống phòng không S-400 mà Nga vừa kéo tới, tăng cường cho bán đảo Crimea bị Nga tạm chiếm. Các cuộc tấn công vào Crimea đã gia tăng trong suốt cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine của Putin bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, khi Kyiv tìm cách giành lại bán đảo Hắc Hải. Khu vực này đã bị Makhachkala sáp nhập vào năm 2014. Lực lượng của Kyiv cũng được cho là đã thường xuyên sử dụng Atakam để tấn công bán đảo, với các mục tiêu thường bao gồm các phi trường quân sự mà Ukraine cho là mục tiêu hợp pháp trong chiến tranh. Quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn vào Sevastopol, Ravozyaev cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, mùng 2 tháng 8, đồng thời thông báo rằng các hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 mục tiêu trên không. Thống đốc cho biết, sau khi kiểm tra một trong những ngôi nhà trên phố Simonka, hóa ra đó không phải là bộ phận của UAV rơi trên nóc tòa nhà 9 tầng, mà là bộ phận có sức nổ mạnh bị bắn rơi của hỏa tiễn Atakam. Razvozaev nói, nó xuyên thủng mái nhà và mắc kẹt trên tầng cao nhất của phòng máy nên không ai bị thương. Trong khi các kỹ thuật viên công binh làm việc để làm sạch hỏa tiễn bị bắn hạ, quyết định di tản người dân đến một địa điểm tạm thời đã được đưa ra. Razvozayev nói thêm, sau khi các cơ quan đặc biệt hoàn thành công việc của họ, mọi người sẽ có thể trở về nhà. Thống đốc kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh xa các mảnh vỡ hỏa tiễn đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Kênh Telegram Crimea Win có trụ sở tại Crimea đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự, bao gồm một trong những hệ thống phòng không S-400 Triumph được đánh giá cao của Nga, và một radar cung cấp dẫn đường hỏa tiễn cho hệ thống này. Kênh này cho biết, chúng tôi đang chờ các hình ảnh vệ tinh về kết quả của cuộc tấn công. Các blogger quân sự ủng hộ chiến tranh ở Nga gần đây đã lên tiếng lo ngại về khả năng của nước này trong việc bảo vệ những tài sản quý giá của mình. Vào tháng 6, Boris Rosin, một blogger chiến tranh người Nga ở Crimea, đã thúc giục Putin giải quyết vấn đề phòng không của đất nước ông, sau khi có thông tin cho rằng Ukraine đã tấn công vào khu vực Belgorod, giáp biên giới Ukraine, phá hủy các bộ phận của hệ thống phòng không S-300-400 của Nga. Rosin cho biết rằng, việc sửa đổi kiến trúc của các hệ thống phòng không của Nga là rất cần thiết. Thượng nghị sĩ Nga bị bắt vì âm mưu mướn sát thủ hành thích tình địch. Hôm thứ Bảy 3 tháng 8, truyền thông Nga đưa tin một nhà lập pháp Nga đã bị tước quyền miễn trừ truy tố và bị bắt vì tội cáo buộc liên quan đến một vụ giết người theo hợp đồng. Theo Kommersant, thượng nghị sĩ Dmitry Saveljev, một thành viên của Hội đồng Liên đoàn từ Tula, vào năm ngoái đã cố gắng dàn xếp vụ sát hại đối tác kinh doanh của mình, người được cho là đã có quan hệ tình cảm với vợ ông ta và hai tên gian phu dâm phụ đã phối hợp biển thủ tiền từ một công ty mà họ cùng điều hành. Người mà Saveljev thuê để thực hiện vụ giết người theo hợp đồng đã liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga và cảnh báo họ về âm mưu bị cáo buộc. Theo hãng tin ABC của Nga, Tổng công tố viên Nga đã yêu cầu Hội đồng Liên bang xem xét dỡ bỏ quyền miễn trừ truy tố của Saveljev. Vấn đề được nêu ra trong cuộc họp của Hội đồng Liên bang, tức là Thượng viện Quốc hội Nga, vào ngày 2 tháng 8, nơi Saveljev có mặt. Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu bãi bỏ quyền miễn trừ của anh ta, và anh ta đã bị bắt khi rời cuộc họp. Saveljev đã gọi những lời buộc tội là bịa đặt. Theo Radio Free Europe, Radio Liberty, Saveljev là cựu chủ tịch của Transnet và từng là phó Duma quốc gia trong 17 năm. Trước đây, ông từng phục vụ trong quân đội Liên Xô và tham gia cuộc xâm lược Afghanistan. Trao đổi tù nhân Mỹ-Nga gây phản ứng dữ dội ở Đức, Ba Lan. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề US-Russia Prisoner Swap Calls Blowback in Germany, Poland. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Một ngày sau cuộc trao đổi tù nhân lịch sử, người Đức đang vật lộn với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trong một trong những vụ trao đổi tù nhân lớn nhất và phức tạp nhất kể từ chiến tranh lạnh, hai chục nhà bất đồng chính kiến người Mỹ, Đức và Nga đã được thả để đổi lấy 8 người Nga bị giam ở 5 quốc gia khác nhau. Trong số những người Mỹ được thả có Ivan Gershkovich, một nhà báo của tờ Wall Street Journal. Anh ta đã bị bắt ở Nga vì những cáo buộc hời hợt về hoạt động gián điệp và gần đây đã bị kết án 16 năm tù. Giải thưởng chính dành cho Mạc Tư Khoa là Vadim Krasiko, một đại tá cơ quan mật vụ Nga, có liên hệ với Điện Cẩm Linh, người đã bị kết án tù chung thân ở Đức vì giết một nhà bất đồng chính kiến Chinia trong một công viên công cộng ở Berlin vào ban ngày năm 2019. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong khi chờ đợi những người được trả tự do đến phi trường ở Köln tối thứ Năm, không ai xem nhẹ quyết định trục xuất một kẻ sát nhân bị kết án tù chung thân chỉ sau vài năm ngồi tù. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh về cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn hôm thứ Năm là một tình thế tiến thoái lưỡng nan cực kỳ nhạy cảm và thực sự dẫn đến rất rất nhiều nhu cầu đối thoại. Iga Skor, luật sư đại diện cho họ trong phiên tòa, nói với Politico, gia đình của nhà bất đồng chính kiến bị sát hại cảm thấy thất vọng và thấy quyết định này là không thể hiểu được. Skor nói, gia đình muốn được tham gia vào ít nhất một cuộc trò chuyện trước đó, tuy nhiên cô nói thêm rằng họ vui mừng vì mọi sinh mạng đều có thể được cứu. Thỏa thuận này cũng gây ra phản ứng dữ dội ở Ba Lan khi chính phủ bị Đảng Đối lập Luật pháp và Công lý gọi tắt là PIS chỉ trích vì không đưa về nước này Andriy Hozobek, một nhà báo Ba Lan bị giam giữ ở Belarus, một quốc gia liên minh với Nga. Là một phần của cuộc trao đổi, Ba Lan đã trả tự do cho Pavlo Rupso, còn được gọi là Pablo González, một nhà báo người Nga gốc Tây Ban Nha. Anh ta bị bắt vào tháng 2 năm 2022 gần biên giới với Ukraine và bị cáo buộc là điệp viên tình báo Nga, Mariusz Kaminski, cựu điều phối viên các dịch vụ đặc biệt dưới thời chính quyền PIS trước đây đã nói rằng chính phủ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã trao đặc vụ có giá trị nhất của họ cho người Nga mà không nhận lại được bất cứ ai. Liệu Ba Lan có nhận được bất kỳ sự trao đổi trực tiếp nào hay không vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Mỹ là một trong những đồng minh chính trị và quân sự thân cận nhất của Ba Lan. Ở Đức, các tổ chức nhân quyền và các chính trị gia đối lập lập luận rằng việc trả tự do cho một kẻ sát nhân bị kết án để đổi lấy các tù nhân chính trị sẽ mang lại thêm đòn bẩy cho chế độ Nga. Roderich Kiesewetter, một chính trị gia quốc phòng cao cấp của Đảng Đối lập Liên minh Dân chủ Kitô giáo, nói với Berlin Playbook của Politico, điều này có thể tạo tiền lệ. Tôi lo ngại nguy cơ phá hoại hoặc khủng bố của Nga sẽ gia tăng. Ông nói và cho biết thêm rằng Putin đã cho thấy tay sai của ông không có lý do gì để lo sợ hậu quả. Chính phủ Đức không giảm án cho Krasiko. Đúng hơn, trong một lần đầu tiên mang tính lịch sử, Bộ trưởng Tư pháp Marco Busman đã chỉ thị cho công tố viên đình chỉ bản án trục xuất Krasiko, nghĩa là ông ta có thể bị bắt ngay lập tức nếu tái nhập cảnh vào Đức, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp cho biết, theo một quan chức Mỹ giấu tên để thoải mái phát biểu. Việc thuyết phục Scholz đồng ý thả Krasiko là trở ngại lớn nhất đối với Washington trong việc hoàn thành thỏa thuận. Theo Crystal Croze, một nhà báo điều tra người Bulgaria, người đã giúp các nhà điều tra ở Berlin khám phá danh tính thực sự của Krasiko. Ban đầu Đức chỉ sẵn sàng thả Krasiko để đổi lấy việc lãnh đạo phe đối lập đang bị bỏ tù, Alexei Navalny. Khi Navalny qua đời vào đầu năm nay, Croze nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN, rất khó để thỏa thuận được hồi sinh. Croze giải thích rằng Đức chỉ tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận với điều kiện phải trả giá cao hơn nhiều cho Putin, 8 tù nhân thay vì 1. Trong số đó có Rico Krieger, người Đức, người đã bị kết án tử hình ở Belarus. Trung Quốc tuyên bố kế hoạch cho hòa bình Ukraine của Bắc Kinh được hơn 110 nước ủng hộ. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 8, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân, Wang Wenbin cho biết, kế hoạch 6 điểm của Trung Quốc cho hòa bình ở Ukraine nhận được sự ủng hộ của hơn 110 quốc gia. Trung Quốc chính thức tuyên bố mình là một bên trung lập trong cuộc chiến toàn diện của Nga ở Ukraine
và phủ nhận việc cung cấp viện trợ, sát thương cho cả hai bên. Nhưng Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn, gần đây nhất là với việc Putin đến thăm Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5. Bắc Kinh đang cố gắng thuyết phục các quốc gia đang phát triển tham gia kế hoạch hòa bình 6 điểm mà Trung Quốc và Brazil đưa ra vào tháng 5. Kế hoạch 6 điểm yêu cầu không leo thang hoặc có hành động khiêu khích từ cả hai bên. Một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine chấp nhận, bao gồm thảo luận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình. Tăng cường hỗ trợ nhân đạo để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên quy mô lớn hơn, cũng như trao đổi tù binh chiến tranh và không tấn công dân thường. Mọi nỗ lực có thể phải được thực hiện để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và tránh khủng hoảng hạt nhân. Các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình khác phải bị phản đối. Tăng cường hợp tác quốc tế về một số vấn đề nhằm bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Trung Quốc không đề cập đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine hay việc Nga rút quân khỏi Ukraine. Vương Văn Bân tuyên bố rằng Trung Quốc và Brazil là hai nước đề xuất ra giải pháp này, đồng thời nói thêm rằng sự ủng hộ của quốc tế dành cho kế hoạch này đang tăng lên. Trung Quốc và Brazil đã cùng công bố cái gọi là đồng thuận 6 điểm về việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, ông nói trong bình luận được Ukrinform đưa tin. Tuyên bố này đã nhận được sự ủng hộ của hơn 110 quốc gia. Ông không nêu rõ quốc gia nào đã cam kết hỗ trợ. Đầu tháng 6, Trung Quốc cho biết kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của 45 nước. Đề xuất của Trung Quốc được đưa ra như một giải pháp thay thế cho kế hoạch hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky, vốn được các đối tác phương Tây của Kyiv ủng hộ. Công thức hòa bình 10 điểm của Zelensky, một kế hoạch đầu tiên được vạch ra vào mùa thu năm 2022, kêu gọi rút hoàn toàn lực lượng Nga khỏi Ukraine, trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và thả tất cả tù nhân cùng các mục tiêu khác. Ông Trump chỉ trích trao đổi tù nhân Nga-Mỹ là chiến thắng cho Putin. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Trump criticized Russia-US prisoner swap as win for Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 2 tháng 8 rằng vụ trao đổi tù nhân lịch sử ngày 1 tháng 8 là một chiến thắng dành cho Putin. Cuộc trao đổi tù nhân chứng kiến Nga và một số nước phương Tây trao đổi tổng cộng 24 người bị giam giữ, động thái lớn nhất trong gần 15 năm. Ông Trump cáo buộc rằng thỏa thuận này rất phức tạp nên không rõ thỏa thuận này tệ đến mức nào đối với chúng ta. Trả lời câu hỏi về phản ứng của ông trước việc Nga trả tự do cho phóng viên Ivan Gershkovich của Wall Street Journal và những người khác, ông Trump nói rằng, như thường lệ, đó là một chiến thắng dành cho Putin. Nhưng chúng ta đã có người quay lại, vì vậy tôi sẽ không bao giờ thách thức điều đó, ông Trump nói với Fox Business. Gershkovich bị bắt ở Yekaterinburg vào tháng 3 năm 2023 và bị buộc tội làm gián điệp. Tòa Bạch Ốc phủ nhận cáo buộc là lố bịch. Điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng tôi nắm quyền, ông Trump tuyên bố. Chúng tôi sẽ đưa anh ta trở lại mà không cần phải trả bất cứ khoản nào. Chúng ta sẽ không cần phải để một số kẻ giết người kinh khủng nhất thế giới trở lại Nga, như điều đã xảy ra, như bạn biết đấy. Ông Trump đang đề cập đến kẻ sát nhân bị kết án Vadim Krasikov, người đã được trả tự do khỏi nhà tù ở Đức như một phần của cuộc trao đổi. Một tòa án ở Đức đã kết án Krasikov tù chung thân vào năm 2021 vì tội sát hại Zelim Khan, Tony K. Kangosvili vào năm 2019, là một công dân Georgia gốc Chechnya. Kangosvili đã chiến đấu chống lại lực lượng Nga ở Chechnya vào đầu những năm 2000 và xin tị nạn ở Đức vào năm 2016. Tòa án Đức cho rằng Krasikov đã hành động theo lệnh của Điện Cẩm Linh và được cấp hộ chiếu giả để tới Berlin giết Kangosvili. Điện Cẩm Linh đã bác bỏ các tuyên bố vào thời điểm đó, nhưng xác nhận vào ngày 2 tháng 8 rằng Krasikov là đại tá đặc vụ của cơ quan an ninh liên bang.
Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 1 tháng 8. Trong bản tin tình báo được công bố hôm 1 tháng 8, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến cuộc thanh tra đang diễn ra của Vladimir Putin. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2024, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov bị bắt vì tội tham nhũng. Bulgakov giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2008 đến năm 2022. Theo truyền thông Nga, các cáo buộc liên quan đến việc mua thực phẩm bị hư hại, không phù hợp cho các quân nhân tiêu thụ, nhưng vẫn được Bộ Quốc phòng Nga mua với giá tăng cao, được cho là để đổi lấy hối lộ cho Thứ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Bulgakov. Như đã đưa tin trước đây, tham nhũng là căn bệnh phổ biến trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga và được dung túng rộng rãi trong một số giới hạn nhất định, miễn là các cá nhân liên quan được hưởng mức độ bảo trợ chính trị cần thiết. Cuộc chiến toàn diện ở Ukraine đã tạo ra một cuộc trấn áp các hành vi tham nhũng, vì trên thực tế cần phải giảm lãng phí ngân sách trong một chiến dịch quân sự rất tốn kém. Hơn thế nữa, nó còn bởi vì những người bảo trợ chính trị như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã mất ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mua sắm. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại Andriy Belousov có thể đang cố gắng hạn chế các hành vi tham nhũng, nhưng rất khó có khả năng ông sẽ có thể hoặc sẵn sàng loại bỏ tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng của Nga. Được thả trong cuộc trao đổi tù nhân, Ilya Yashin thề sẽ trở về Nga. Lãnh đạo phe đối lập Nga, Ilya Yashin hôm 2 tháng 8 tuyên bố sẽ trở về nước và xây dựng một nước Nga hạnh phúc, chỉ một ngày sau khi được ra tù trong cuộc trao đổi tù nhân lịch sử. Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Bonn, bên Đức, Yashin cho biết ông đã đấu tranh chống lại việc được thả vì cuộc sống lưu vong sẽ chấm dứt công việc đối lập chính trị của ông ở Nga. Đây là một quan điểm công khai, hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn chân thành và có ý thức của tôi. Tôi từ chối rời nước Nga trước khi nguy cơ bị bắt giữ, thừa nhận mình là một chính trị gia Nga, một người yêu nước, ông nói. Ông nói rằng ông hiểu việc ngồi tù không chỉ là một cuộc đấu tranh phản chiến, mà còn là cuộc đấu tranh cho quyền được sống trên đất nước của mình và được tham gia vào nền chính trị độc lập ở đó. Tuy nhiên, Yashin nói rằng ông ta đã nói rõ rằng việc ông trở lại Nga sẽ ngăn cản bất kỳ hoạt động trao đổi tù nhân chính trị nào khác trong tương lai gần. Yashin là một trong 24 người bị Nga và các nước phương Tây trao đổi ngày 1 tháng 8, động thái lớn nhất trong gần 15 năm. Ông đã phát biểu tại Bonn cùng với Vladimir Karamosa, một nhà hoạt động và người phụ trách chuyên mục đóng góp của Washington Post, và Andrei Pivovarov, một nhà hoạt động chính trị người Nga, từng là giám đốc của Open Russia, tổ chức bị Điện Cẩm Linh coi là tổ chức không mong muốn vào năm 2017. Yashin cho biết vài ngày trước khi trao đổi, ông được thông báo rằng ông sẽ phải ký vào đơn yêu cầu Putin ân xá chính thức, điều mà ông nói rằng ông từ chối làm vì Putin là một tội phạm chiến tranh. Ông nói, khi biết rõ rằng một cuộc trao đổi đang diễn ra, tôi đã viết một tuyên bố cho nhà lãnh đạo trung tâm giam giữ trước khi xét xử, trích dẫn Hiến pháp Nga cấm trục xuất công dân Nga khỏi Nga mà không có sự đồng ý của họ. Tôi coi sự kiện này là một hành động trục xuất bất hợp pháp khỏi Nga, trái với ý muốn của tôi. Hơn bất kỳ điều gì, tôi muốn trở về nhà, ông nói. Mục tiêu của tôi là trở lại Nga, ông tiếp tục, vì một nước Nga hòa bình, thịnh vượng, tự do và hạnh phúc. Yashin là một nhà lãnh đạo phe đối lập người Nga, từng phục vụ trong hội đồng thành phố Mạc Tư Khoa từ năm 2017 đến năm 2021, cùng với nhà lãnh đạo quá cố Boris Nemtsov và các lãnh đạo phe đối lập khác, Yashin đã phản đối việc sáp nhập trái phép Crimea vào năm 2014 và công khai tố cáo cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Vào tháng 6 năm 2022,
Yashin bị bắt vì không vâng lời cảnh sát và sau đó bị buộc tội làm mất uy tín của quân đội Nga vào tháng 7. Cáo buộc bắt nguồn từ một video YouTube mà Yashin thực hiện hồi đầu năm, nói về vụ thảm sát Bucha ở Nga. Trong đó, binh lính Nga đã sát hại hàng trăm dân thường Ukraine ở ngoại ô Kyiv trong những tuần đầu của cuộc chiến toàn diện. Yashin bị kết án 8 năm rưỡi tù vào tháng 12 năm 2022 vì truyền bá thông tin sai lệch về quân đội. Lời kêu gọi của ông đã bị từ chối vào tháng 4 năm sau. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 3 tháng 8. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến tỷ lệ thương vong của sĩ quan và binh lính Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thu Trinh. Số thương vong trung bình hàng ngày của người Nga, bao gồm chết và bị thương ở Ukraine, đã giảm trong 2 tháng qua từ mức cao nhất do xung đột trên 1.262 mỗi ngày trong tháng 5, xuống còn 1.140 vào tháng 7 năm 2024. Bất chấp mức giảm này, 3 tháng qua vẫn là 3 tháng thiệt hại nhất đối với lực lượng Nga kể từ tháng 2 năm 2022, theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine. Việc giảm mức trung bình hàng ngày có thể là dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga đang củng cố các vị trí trên trục Kharkiv. Mặc dù cách tiếp cận mới này đã làm tăng áp lực lên tiền tuyến, nhưng hệ thống phòng thủ hiệu quả của Ukraine và việc thiếu sự huấn luyện của Nga đã làm giảm khả năng của Nga trong việc khai thác bất kỳ thành công chiến thuật nào để đạt được lợi ích chiến thuật rộng hơn. Tỷ lệ thương vong của Nga có thể sẽ tiếp tục ở mức trung bình trên 1.000 mỗi ngày trong suốt tháng 8 năm 2024, khi Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trên một mặt trận rộng lớn từ Kharkiv ở phía Bắc đến Robotin ở phía Nam Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.